Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và ngày hôm nay, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Đến 16 giờ chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 113,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ giữ nguyên hướng di chuyển. Đến 16 giờ ngày 18 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão không đổi hướng di chuyển và đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng với sức gió mạnh nhất ở cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào 17,6 độ Vĩ Bắc, 103,5 độ Kinh Đông trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Do ảnh hưởng của bão nên trong ngày hôm nay, vùng nguy hiểm trên Biển Đông, tức là vùng có gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên, được cảnh báo tiếp tục là vùng từ vĩ tuyến 11 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 18 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Còn về thời tiết trên đất liền, với tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh của bão số 5, dự báo từ chiều nay đến đêm ngày 18 tháng 9, khu vực miền Trung, cụ thể là các tỉnh từ Hà Tĩnh trở xuống đến Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 200 đến 300 mm trên một đợt, thậm chí có nơi trên 400 mm. Các tỉnh Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100 mm trên một đợt. Còn ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, dự báo mưa sẽ kéo dài hơn, có thể kéo dài đến cuối tuần. Cường độ đạt cấp mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến là từ 100 đến 150 mm trên một đợt. Đó là thời tiết từ chiều tối và đêm nay. Còn trước đó, khoảng thời gian từ sáng cho đến 15 giờ chiều, ở Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có nắng. Còn ở Nam Bộ và Tây Nguyên, do hôm nay có mưa sớm nên nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay không quá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ là từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.